Chào mọi người, hôm nay mình ở quê mình ăn những món ăn đơn giản nha mọi người. Hôm nay nhà mình ăn sườn non ra mặn nè mọi người. Đó, để tiêu, để ớt, để hành vào vô, cho nó cay vô. Còn đây là chả cá mình nấu với canh bầu nè mọi người. Đó, chả cá nấu canh bầu nè. Cái này nấu chín rồi, bây giờ mình múc ra tô. Đây là sườn non nha mọi người, nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cho mình nha. Mình cảm ơn mọi người. Đây những món ăn đơn giản: sườn non ram mặn, canh bầu nấu chả cá, chả cá nấu canh bầu. Bây giờ có chất thơm ăn với xúc xích đi cha.